Xin chào quý bà con quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu máy phun khói an toàn Takioteka 35. Takioteka 35 sử dụng hỗn hợp dung môi tạo ra dạng khói khi phun. Tiết kiệm 1/3 đến 1/4 lượng thuốc so với cách phun nước truyền thống. Khói có tính lan tỏa rộng, không ngấm sâu vào đất. Nước không làm thoái hóa đất và không để lại tồn dư hóa chất trên sản phẩm. Sử dụng máy phun khói giúp giảm tỷ lệ độc hại xuống mức thấp nhất cho người phun, giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường, không lưu lại lượng thuốc thừa trong không khí, đất nước trong thời gian dài. Máy phun khói diệt côn trùng Takioteka 35 chạy xăng mini nhỏ gọn máy sử dụng động cơ chạy xăng 4 thì GX35 công suất 1,5 kW, có cơ chế vận hành dễ dàng, thuận lợi trong quá trình di chuyển và sử dụng linh hoạt được mọi vị trí địa hình. Máy phun khói diệt côn trùng Takioteka 35 siêu bền, máy chịu được nhiệt, bình nhiên liệu làm từ nhựa cao cấp chịu được sự ăn mòn của hóa chất, mát rất thích hợp sử dụng trong công nông nghiệp để phòng trừ sâu bệnh hại, diệt cỏ. Đây là loại máy có thể tạo ra làn khói, phun thuốc dưới dạng sương mù siêu nhỏ. Máy phun khói có vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ sâu bệnh, phun thuốc khử trùng trong các bệnh viện, trường học, vườn cây, các khu vực chăn nuôi quy mô lớn. Phun hóa chất dạng khói diệt sạch côn trùng, sâu rầy gây hại cho mùa màng, hoa màu, diệt ruồi, muỗi, kiến, mối mọt cho nông trại, ruộng, vườn, nhà xưởng xí nghiệp, kho bãi v.v. Trên thị trường hiện nay đang bán rất nhiều máy phun khói với mẫu mã khác nhau. Tuy nhiên, máy phun khói an toàn Takioteka 35 lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi những tính năng tiện ích mà nó mang lại. Takioteka 35 là thiết bị đa năng sử dụng nguyên liệu bằng xăng rất tiết kiệm nhiên liệu, lại an toàn và rất hiệu quả. Cấu hình máy phun khói an toàn Takioteka 35, động cơ GX35, dung tích xi lanh 38cc, công suất 1,5 kW, khởi động, dập nổ, đường kính bít tông 18mm, loại động cơ 4 thì chạy xăng, dung tích bình xăng 0,7 lít, dạng máy, đeo cầm tay, dung tích bình hóa chất 10 lít, kiểu tay ga, cần gạt tự giữ, hướng dẫn sử dụng máy phun khói diệt côn trùng Takioteka 35. Trước khi khởi động, đổ xăng và nhớt đầy đủ rồi mới bắt đầu thực hiện các bước tiếp sau đây. Bước 1, khi máy được sử dụng lần đầu tiên, nhấn vào bong bóng xăng 5 đến 7 lần cho đến khi bong bóng xăng được đổ đầy 2/3 xăng. Lưu ý, khi máy được sử dụng lại và đã có xăng trong bong bóng xăng và đường ống, bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo. Bước 3, sau đó giật nổ, máy nổ, đóng le gió lại. Bước 4, đợi thanh dẫn nóng lên. Bước 5, gạt tay ga lên mức to vừa phải, không nên để mất ga. Bước 6, mở từ từ van dẫn thuốc và dung môi ra, sao cho nhìn lượng thuốc ở phía đầu ra không bị nhỏ giọt, đợi một lúc chỉnh để khói ra đều thì đi phun. Bước 7, không sử dụng máy nữa thì tắt nút nguồn trên thân máy, lần sau sử dụng chỉ cần giật nổ và sử dụng. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun thuốc dạng khói Takioteka 35. Nếu quý bà con có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới video. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.